Thưa quý vị, cơn bão được nhận định mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây thực sự đã đi qua. Trong sự thở phào của người dân ven biển Quảng Ngãi, một trong những nơi cơn bão này đổ bộ trực tiếp. Cơn cuồng phong có thể khiến nhà không kiên cố, những ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập nên người dân cũng rất lo lắng. Trở về nhà sau một đêm đi sơ tán, người dân vui mừng khi ngôi nhà cấp 4 của gia đình vẫn đứng vững. Phóng viên VTC đang có mặt ở Quảng Ngãi sẽ thông tin chi tiết. Xin được kết nối trực tiếp với phóng viên Trung Kiên. Xin chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt tại huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Và theo cơn bão số 4, một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung cũng như tỉnh Quảng Ngãi và đã gây ra những thiệt hại ban đầu. Đặc biệt tại khu vực huyện đảo Lý Sơn, đảo Tiền Tiêu thì đã thống kê đến thời điểm tại đã có 250 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Ở khu vực này đo được mức gió là gió cấp 10, giật cấp 12, cấp 13 khiến cho rất nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái. Và xuôi về đất liền cách đảo Lý Sơn khoảng 12 hải lý thì khu vực huyện Bình Sơn, nơi tiếp giáp ven biển này thì cũng có rất nhiều nhà đã bị ảnh hưởng với bão. Trong sáng ngày hôm nay chúng tôi đã ghi nhận nhiều nhà đã bị tốc mái và người dân đã có một đêm thức trắng để lo vì họ không biết rằng là ngôi nhà cấp 4 của mình liệu có thể trụ vững được trong cơn bão số 4 lần này hay không. Thì chúng tôi cũng theo chân để cùng trao đổi một người dân để xem họ đã trở về nhà và đã cảm giác như thế nào sau một đêm tránh bão. Vâng, xin chào ông ạ. Ông có thể cho biết là ngày hôm qua gia đình mình đã đi tránh bão như thế nào ạ? Ngày hôm qua thì nói chung là cũng nhờ cán bộ chủ tịch xã và cùng đồng biên phòng đến đây, kể như là đã bộ người dân sơ tán để đến nơi tránh bão an toàn và về. Nhưng chừng sau bổ qua đây rồi thì về đây trở lại cái nhà cửa cũng bình an và không có gì. Là nói chung là cũng đón mừng là cơn bổ đi qua khỏi Quảng Ngãi là được một sự bình yên của cho bà con ở thôn Phước Thiện này. Và nhà cửa do tôi tự nhiên là bị cấp 4 quá yếu, nhưng mà làm từ năm 2000 đến nay nói chung là cũng sợ nên là bỏ đi xa tới đến nhà cổ tầng để núp gia đình tôi trong đó là có 6 hộ. Trong đêm qua thì khi mà ông ở nơi sơ tán thì ông cảm thấy lo lắng hay bất an như nào? Rất là lo lắng là nhà cửa mình quá yếu nên là mình cũng sợ là nhà cửa là sợ sập, nhưng mà về là nói chung là về xóa nhà rồi mình trở về thì thấy nhà cửa còn nguyên vẹn là quá mừng. Ở đây nói chung là bà con rồi cũng quá mừng, sợ lo lắng là ngay cơn bão nó quá siêu tốc mà nó toàn phố quá ấy rồi nên là mình cũng sợ lo lắng nhiều nên là về đây thấy quá mừng hôm đó đó. Dạ vâng, vậy cơn bão của nhà của mình đã trải qua những cơn bão mạnh nào trong quá khứ chưa và hiện nay thì ông có lo lắng điều gì không ạ? Nói chung là nhà cửa thì bổ hay chịu nhiều trận bổ rồi, hay là chiến cũng nhà này cũng đã cũng chịu rồi, nhưng mà nói chung là cũng hồi đó cũng ba ngói xa xa vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà nói chung là trước mắt là giờ là nhà cửa thì cũng ân là cũng có tiền mà để làm lại cái nhà để chung ra chung vô mà rồi nay tránh bổ để cho nó an toàn, nhưng mà nói chung là đây mình chưa có tiền thôi, chứ có tiền thì cũng làm nhỏ câu tăng là để đánh bổ cho nó bổ đổ cho con cháu rồi nó khỏi lao ao khỏi trà trấu nữa. Còn nói chung là bây giờ có bờ kè rồi sóng gió thì mình cũng không ít lao sợ nữa. Hồi trước kia thì không có bờ kè thì nói vậy chứ ở lâu này là có nhà có tiền cũng không dám làm nhà bởi vì nó cận sáng quá, nên là cách sáng này đây từ đây ra đó thì có bo cũng chục mấy thôi, nên là sáng mà bổ thì nó sẽ lùa đi nên là mình cũng sợ. Hiện nay thì có bà ca rồi thì nhỏ cửa mình. Vâng xin cảm ơn ông ạ. Vâng thưa quý bạn, niềm vui của ông Quý cũng như rất nhiều hộ dân ở thôn Phước Thiện của xã Bình Hải, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi khi trở về ngôi nhà sau một đêm sơ tán thì ngôi nhà vẫn bình yên. Bởi trước cơn bão số 4, một cơn bão được dự báo rất mạnh thì những ngôi nhà yếu, những ngôi nhà cấp 4 thì có thể bị đổ sập hoàn toàn, và khi cơn bão đi qua thì niềm vui vẫn ở lại và người dân nơi đây cũng đã trở về ngôi nhà và để khắc phục những cái thiệt hại nhỏ nhỏ thôi và sau đó để ổn định cuộc sống. Còn theo cập nhật của chúng tôi thì ở khu vực huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi thì thời tiết đã ổn định, trời không còn nắng, tuy nhiên thì mưa đã không còn nữa. Tuy nhiên tại khu vực huyện vùng núi của tỉnh Quảng Ngãi như Sơn Hà thì đã có mưa rất lớn, nhiều con sông đã có lũ trên báo động 3 và gây ngập nhiều cây cầu, và khu vực này vẫn đang phải sơ tán người dân đến nơi an toàn. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về tình hình thời tiết cũng như công tác khắc phục thiệt hại trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin rất tích cực từ ekip phóng viên Trung Kiên.